Nguyễn Tấn Lương là người đã gọi nhóm Giang Đại Dương tới dây xe chở cán bộ công an gây xôn xao dư luận vào tháng 6 năm 2019 vừa qua. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012 tới năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Lương do Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc chuyên hoạt động về lĩnh vực thành lập và có tham gia nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại thành phố Biên Hòa. Trong đó, công ty do Lương làm giám đốc đã vi phạm pháp luật trốn thuế doanh thu và một số khoản thuế khác. Từ các chứng cứ tích lũy được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Lương về tội trốn thuế. Trước đó, Nguyễn Tấn Lương cũng đã bị cơ quan cảnh sát công an thành phố Biên Hòa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can nắm tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ án khai mạc từ vụ việc ngày 12 tháng 6, tại quán ăn Lam Viên ở phường Hiệp Hòa thành phố Biên Hòa xảy ra xô xát dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nhóm của Lương và một nhóm đang ăn uống tại đây. Sau đó Lương huy động Giang 36 gọi thêm hàng chục đối tượng Giang Đại Dương ra dây xe của nhóm kia trên đường Đặng Văn Trơn, thành phố Biên Hòa gây mất an toàn trật tự nơi công cộng hơn 2 giờ liền.